Đấu La Đại Lục phần 2 tập 7 trong 17, Thập Đại Hung Thú Tà Nhãn Bạo Quân phần 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Không chính xác mà nói thì hắn gọi là Tú Bá, ra hiệu nàng xoay qua chỗ khác, không cần nói chuyện với hắn nữa, uy lực vũ khí sinh hóa của nàng thật sự là quá cường hãn đi. Tú Bá vểnh lên bờ môi dày màu đỏ tươi, rất là bất mãn xoay người sang chỗ khác, vừa vào trong lầu nhỏ mà Hồng Phấn lập tức là sắt cuồng họng hồ lớn. Các cô nương, lầu trên lầu dưới đâu, mau chạy ra tiếp khách. Lập tức thì một đám nữ nhân trang điểm diếm dúa, hoàn toàn không nhìn ra tuổi tác, bắt đầu từ từng địa phương bên trong tiểu lâu chạy ra bên ngoài. Cách ăn mặc của những nữ nhân này hoàn toàn là kế thừa phong cách của Tú Bà Lăng Lăng, quả nhiên là để cho mọi người nhìn thấy quá là giật mình. Vũ Hạo dừng bước ở cửa tiểu lâu, đột nhiên đi về hướng Tú Bà lên tiếng: "Lăng Lăng đúng không? Chữ Lăng này của ngươi hẳn là chữ Lăng trong Lăng Phong Lăng phải không?" Tú Bà nghe hẳn câu này, lập tức là toàn thân kịch chấn, quay người lại, trong mắt tràn đầy vẻ chấn kinh nhìn Vũ Hạo rồi nói: Ngươi, lần sau ta lại đến chơi nhá." Vũ Hạo vừa vứt lại câu nói này, lập tức xoay người chạy, lương theo sự huyền diệu của quỷ ảnh mê tung. Những người đi đường xung quanh cũng không cảm giác được tình huống dị thường, rất nhanh hắn liền là biến mất trong đám người. Tú Bà đứng tại cửa ra vào, trợn mắt há hốc mồm nhìn vào phương thức của Vũ Hạo biến mất, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp khó tả. Về phần các cô nương trên lầu dưới này, từng người đuổi theo, duyên dáng gọi to, thật vất vả mới là có một khách nhân, cứ như vậy mà cháy, các nàng sao có thể cam tâm nổi dậy đây. Còn Tú Bà Lăng Lăng vẫn đứng ở bên trong không nhúc nhích, phảng phất sống như là đang mất hồn. Vũ Hạo trọn vẹn chạy qua hai con đường mới là bắt đầu đi chậm lái. Hắn vừa rồi đã xác định được một sự tính, không sai, hắn nhận biết Tú Bà đó mặc dù không tính là quen thuộc, nhưng hắn thông qua ánh mắt vừa rồi của đối phương đã hoàn toàn xác định rằng được chính là hắn. Không sai, nữ nhân mập mạp đó chính là một nam tử. Hắn chính là Phong Lăng mà Vũ Hạo đã từng gặp qua, mà Phong Lăng sở dĩ có thể lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Vũ Hạo cũng bởi vì cái miệng thúi đặc trưng của hắn, nước bọt nhỏ xuống mặt đất thậm chí là có thể bốc lên khói xanh, quả thực là không phải là người bình thường có khả năng đối với tới. Tiểu tử Phong Lăng này hẳn đến từ trong Trọng Thiên Môn, còn Trọng Thiên Môn đến từ quốc gia nào thì Vũ Hạo cũng là không quá rõ ràng, nhưng hắn cũng không quá mạnh, hơn nữa cũng không thuộc về đế quốc Nhật Nguyệt. Lúc trước hắn đã từng ở ngoại thành Bình Đồ gặp người ở của Trọng Thiên Môn, tên mập Phong Lăng còn có ý đồ là đồ dẫn với Vương Đồng Nhi, kết quả bị Quý Tiệt Trần giáo huấn một trận, khiến cả tông môn mang hắn chạy chối chết. Hơn nữa Vũ Hạo còn nhớ rõ, tiểu tử Phong Lăng còn có là thiếu chủ của Trọng Thiên Môn, bất luận là hắn vô tích sự như thế nào, có thể dự thi thì ít nhất cũng là có tu vi hồn tông trở lên, bây giờ lại lạc luân tới một cái thành thị trung đẳng như thế này, lại còn làm Tú Bá, ngay cả giới tính cũng thay đổi. Đây là chuyện gì? Chỉ cần hắn không phải là người của đế quốc Nhật Nguyệt, vì hắn hẳn là một trong những con tin bị bắt, nhưng hắn lại không mất đi tự do, chỉ là giới tính của thân phận lại là đều thay đổi. Loại tình huống này chỉ có thể là... Lúc trước, Vũ Hạo đang nghĩ đến vấn đề này mới là lập tức thăm dò hắn một câu, từ nét mặt ngay lúc đó cũng là có thể nhìn ra được, bản thân không nhận lầm người. Manh mối này quả là trọng yếu, nếu có thể từ trên người quán tìm hiểu rõ nguồn gốc, khả năng cao là sẽ tìm được những người khác. Đương nhiên, một câu thăm dò bối rối cũng có thể sẽ là đánh rắn động cỏ, nhưng chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Dù sao thì Phong Lăng lại không biết mình là ai, hơn nữa, ở Nhật Thăng Thành này, muốn tìm thấy một người như là mình cũng là không hề dễ dàng. Vũ Hạo dừng bước lại một cách ở... Tại một cái góc hẻm lánh, tia sáng xung quanh thân thể của hắn bắt đầu lặng yên vặn vẹo, rất nhanh sau đó lập tức là dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh, biến mất không thấy gì nữa. Hồn đạo khí tham trắc trên bầu trời, chỉ có thể dò xét sáng vẻ của mục tiêu, lại không thể nào có khả năng nhận biết nhật năng và dò xét hồn lực. Hiện nay hồn đạo khoa học kỹ thuật còn chưa đạt đến trình độ đó. Sau khi sử dụng hồn kỹ mô phỏng để ẩn thân, Vũ Hạo cũng không vội vã ra bên ngoài, mà chỉ lặng lặng ẩn giấu bên trong một cái xó xỉnh âm u, yên lặng chờ đợi. Mặc dù hắn đã đi khỏi đó, nhưng mà tinh thần tham chấp của hắn vẫn là còn đang đặt trên người của Phong Lăng. Phong Lăng tự hồ rất là nhanh, liền khôi phục lại bình thường. Một lần nữa, về tới đường cái, lại bắt đầu kiếm khách theo bằng vẻ phong tình vạn chủng của hắn. Chỉ có điều, hình tượng của hắn thật sự làm cho người ta buồn nôn, cơ hồ là không có người nào bị hắn thuyết phục. Thật rất là khó tưởng tượng rằng, tại sao cái lão bản của một cái kỹ viện cũ kỹ như hắn lại là phải ra ngoài biếu xấu, trừ phi bản thân bản lão này là có cái đồ biến thái. Vũ Hạo bằng vào tinh thần tham chắc của bản thân, tiến hành quan sát từng chi tiết trên người của Phong Lăng. Hắn lập tức liền phát hiện ra, dao động hồn lực trên người của Phong Lăng cũng không có biến mất. Nói một cách khác, hắn có thực lực của hồn tông, mà sau khi hắn nghe đến tên của bản thân, ánh mắt không ngừng là biến hóa, giống như có chút dò dự không rõ ràng, thậm chí là có chút kinh hãi.
Đầu manh mối này đối với Vô Hạo mà nói vô cùng là trọng yếu. Cho nên hắn cũng là không chút nào gấp gáp, chỉ yên lặng chờ đợi. Mà lần chờ đợi này một mực đến đêm khuya, sau khi các cửa hàng phồn hoa trên đường cái đều là nhào nhào đóng cửa, Tú Bà lăng lăng mới một lần nữa trở về lộ viện của tòa kỹ viện đó. Rất nhanh sau đó, ánh đèn màu hồng phấn mê người dập tắt, hết thảy tự hồ là cũng trở nên yên tĩnh. Sau khi kỹ viện đóng cửa không lâu, cửa hông đó cục của nó đột nhiên là mở ra một cái khe. Một cái thân ảnh thấp tẹt nè tè từ bên trong chui ra. Phong Lăng vẫn như cũ là bộ dáng trang điểm diêm dúa, nhưng mà lúc này váy áo kiểu dưa hấu trên thân của mình đã không thấy đâu nữa, đổi lại một thân áo vải tương đối là mộc mạc. Hắn đầu tiên là ngó giáo rắc bên ngoài một chút, sau đó là mới là lặng lẽ đi ra nhanh về một phía. Vũ Hào giấu trong bóng tối cũng trong cùng một lúc di động, lặng lẽ đuổi theo Phong Lăng, nhưng thủy chung vẫn là duy trì khoảng cách mấy trăm mét với hắn. Phong Lăng xuyên qua ngõ hẻm ở trên đường phố, đại khái đi khoảng một khắc đồng hồ mới là dừng lại trước một tòa kiến trúc đỉnh nhọn. Tòa kiến trúc này có vẻ là ngoài hư rách nát, cũng không có bất kỳ luận bảng hiệu gì cả, cánh cửa để khép hở, Phong Lăng đẩy cửa đi vào. Vũ Hào bởi vì là vẫn một mực nhìn chăm chú vào hắn, có thể cảm giác được vô cùng là rõ ràng. Sau khi hắn bước vào cửa lập tức là hiện lên từng đợt run rẩy, cảm xúc tựa hồ là vô cùng là sợ hãi. Vũ Hào vẫn đang dùng tinh thần lực đi theo Phong Lăng tiếp tục dò xét bên trong, nhưng ngay trong khoảng khắc tiến lên liền là đem tinh thần lực của mình thu liễm trở về, bởi vì hắn hoảng hốt phát hiện ra ở trong khu dân cư này thế mà ẩn chứa sóng tinh thần rất là mạnh. Cô sóng tinh thần này mặc dù không có nghĩa là tinh thần lực của đối phương mạnh hơn hắn, nhưng vẫn là rất có khả năng rằng phát hiện ra tinh thần thảm trác của hắn. Vũ Hào lặng yên tiến lên, sau một lúc cũng là tới trước cánh cửa đang khép hở, bắt đầu thăm dò ở bên trong. Bên trong đen như mực, không khí tựa hồ là cũng càng đục ngầu hơn so với bên ngoài, dù là với thị lực của Vũ Hào cũng đều là không thể thấy rõ tình huống bên trong. Đối với kết quả như thế này, Vũ Hào cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, khóe miệng ngược lại lộ lên một tia mỉm cười bao hàm lãnh ý. Đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ bên trong truyền ra. Tiếng kêu này đúng là rất thảm, nhưng mà xuyên tấu qua không khí đục ngầu bên trong, âm thanh có thể truyền tới bên ngoài cũng không lớn. Nếu như không phải là Vũ Hạo đang đứng tại ngay cửa ra bên báo, hắn cũng là không cách nào nghe được. Mà lúc này Vũ Hạo tâm thần khẽ là nhúc nhích, hắn cảm giác được sóng tinh thần bên trong vốn mãnh liệt tựa hồ là thu liễm. Hắn đương nhiên rằng sẽ không buông tha cơ hội tốt như thế này. Tinh thần tham trác dưới sự công chế cẩn thận của hắn lặng yên ở không tiếng động chui vào khe cửa, dù xét sâu vào bên trong. Cánh cửa đầu tiên dẫn đến một cánh cái đại sảnh rộng rãi. Trong đại sảnh này đen như mực, không khí đục ngầu cũng không biết xăng từ đâu mà đến. Để cho an toàn, Vũ Hạo khống chế tinh thần tham trác của bản thân men theo từng phòng, quân lấy từ đầu đến cuối căn phòng, mới là từ một cái cửa ở sau cùng mà là tiến vào căn phòng phía sau. Tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tiếp là vang lên, kèm theo đó là một giọng nói: "Bà mập tỉ tiện, quất chết người, tao quất chết người, ha ha ha, kêu lên, ngươi kêu lên đi, kêu lớn tiếng lên." Âm thanh cuồng loạn khàn khàn khó mà nghe vang lên, nhưng mà theo âm thanh truyền ra, không khí lại kẽ rung động. Tinh thần tham chắc của Vua Hạo đã là sớm sửa đầu bằng này, hắn có thể cảm giác được rõ ràng rằng chủ nhân của âm thanh này rất là cường đại. Không sai, nhất định là tà hồn sư. Từ hết thảy mọi thứ quan sát được trước đó, lại thêm lúc trước hắn nhìn thấy Phong Lăng từ làm biến thành nữ, hóa thân thành Tú Bà kiếm cách ở trên đường, hắn đã sớm đoán ra được rằng loại hành vi biến thái này rất có thể là do tà hồn sư làm ra. Mà mọi thứ trước mắt này đã là nghiệm chứng mọi nghi vấn của hắn. Nhưng mà tên tà hồn sư đang ngược đãi Phong Lăng này lại có tu vi rất mạnh, chỉ ít cũng là có tu vi hồn đấu la trở lên. Chỉ riêng việc tên tà hồn sư này không kiềm chế được lỗi lòng mà là phóng thích ra sóng tinh thần, khiến cho Vũ Hạo liền có thể tiến hành trong phản đoán chuẩn xác. Lại có cô kiến trúc này có gì đó quái lạ, trước đó tinh thần tham trác của hắn khẳng định rằng đã từng bao phủ qua cái phương hướng này, nhưng lại cũng không có phát hiện ra bất kỳ dị thường nào cả. Người của Thánh Linh Giáo quả nhiên là ở chỗ này, chỉ không biết rằng trong tòa kiến trúc này có bao nhiêu là tên tà hồn sư. Tinh thần tham trác cẩn thận dò xét theo phương hướng chuyển tới âm thanh, rất nhanh thì Vũ Hạo liền là thấy một tràng diện xuất hiện ra làm cho hắn buồn nôn. Đây là một cái đại sảnh màu đen hình tròn, trên mặt đất tràn đầy các loại thân thể vỡ vụn, nội tạng khắp nơi, huyết sinh tươi mới lẫn là khô cạn, khiến cho mặt đất biến thành một mảnh màu tím đen. Phong Lăng trang điểm chiếm rúa lúc này đang đi theo ở chính giữa của đại sảnh tròn, phía sau hắn là một người mặc hắc bào, thân mình không ngừng tả mát xa sương mù màu đen, trong tay cầm một cây roi bằng xương, đang không ngừng quật lấy thân thể của Phong Lăng. Mà tại góc phòng xa còn có mấy dáng người mập mạp, sắc mặt xám trắng cò quắp trong đó, không biết là sống chết ra sao. Thấy cảnh này, trong lòng của Vũ Hạo sát ý đại thính,
Tên tà hồn sư đáng giáng giận này phải là ngược sát bao nhiêu người mới là trưởng thành cách tượng địa ngục cần trần gian này. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên tinh thần tham chắc của hắn giống như là bị điện giật, lập tức chấn động một cái. Thân thể người áo đen này đang huy động cốt tiền bỗng như là dừng lại, đột nhiên xoay người lại, nổi giận gầm lên một tiếng. Ai? Bóng người vừa quay lại, Vu Hào mới là nhìn rõ đây lại là một tên hồn sư nữ tính. Sắc mặt của nàng tái nhợt đến đáng sợ, nhưng lại có thể nhìn ra được dung nhan của nàng tương đối là không tầm thường. Chỉ có điều lúc này cặp mắt của nàng lại hoàn toàn có màu đỏ như máu, làm cho người ta có cảm giác giật mình kinh khủng. Một cô tinh thần phòng bão cường thể lập tức từ trên người của nàng bộc phát ra, tam cái hồn hoàn màu hai tím, hai vàng, bốn đen cùng nhào nhào hiện lên. Sau lưng của nàng bỗng nhiên lên một cái bóng màu đen to lớn có dáng vẻ lành ác, đồng thời khiến cho làn sóng tinh thần trong không gian xung quanh lập tức là tăng cường mấy lần. Với tu vi, tinh thần lực của Vũ Hạo, biến hóa đột nhiên là xuất hiện ra cũng khiến cho hắn cảm giác được một trận mê muội. Vội vàng nhanh chóng thu hồi lại tinh thần lực của mình, xoay người chạy đi. Ngay sau khi hắn vừa mới lách mình xuống ra bên ngoài, một đạo hắc ảnh đã là như là gió báo từ trong cửa lớn vọt ra. Tiếng gầm gừ quanh quẩn trong không khí, vậy mà lại xác định rằng được phương hướng của Vũ Hạo chạy trốn ra bên ngoài, nhanh chóng đuổi theo. Trên thực tế, Vũ Hạo cũng không có chủ quan, hắn đã vô cùng là cẩn thận, nhưng mà vận khí của hắn thật sự là không tốt cho lắm. Sau khi bị đối phương phát hiện, đồng thời truy kích theo, hắn lập tức là hiểu được bản thân gặp phải lại là một vị tà hồn sư có thuộc tính tinh thần, mà vũ hồn của đối phương hẳn là cùng loại với oán linh, cũng có điểm giống với Nana, nhưng phải làm mạnh hơn không biết là bao nhiêu lần. Nguyên nhân chính là như thế này, lên tinh thần lực của đối thủ so với hắn cũng không chênh lệch cho lắm so với trong tưởng tượng. Sau khi tinh thần tham chắc của hắn tiếp cận, vị này tà hồn sư này lập tức là liền cảm nhận được không đúng, phát hiện ra dấu vết tinh thần tham chắc của vụ hắn, đồng thời thì lần theo đó mà là lập tức khóa chặt thân thể của hắn, từ đó nhanh chóng truy kích đến, cũng có nghĩa rằng hồn kỹ mô phỏng của hắn sẽ là không thoát khỏi sự truy tung của đối phương. Hơn nữa thì lúc này nàng cũng đều là đang dùng tinh thần lực cường đại của bản thân khiến cho chính mình tiến vào trong trạng thái gần như là ẩn thân, sẽ không bị hồn đạo khí thảm trác trên trời phát hiện ra. Làm sao bây giờ? Lúc này trong đại lão của Vũ Hạo nhanh chóng dự đoán lấy tình huống trước mắt, đồng thời tiến hành tính toán cấp tốc. Chạy, tu vi hiện tại quán làm sao có thể chạy thoát được một vị cường giả cấp bậc hồn đấu la tà hồn sư, người cũng đang đuổi theo dần tới. Trong đầu quan quẩn chẳng diễn ra huyết tình lúc trước, trong mắt của Vũ Hạo lóe lên hàn quang, sát ý càng thêm đậm vài phần. Không thể không nói, phương diện thiên phú chạy trốn của Vũ Hạo cũng coi như là không tệ. Nếu như chỉ chạy theo một đường thẳng tắp thì chỉ rằng trong thời gian ngắn ngủi hắn sớm đã đuổi kịp rồi, nhưng hắn lại chọn lựa chọn chạy quanh co qua các ngõ hẻm đường phố, lại thêm cả quỷ ảnh mê tung bộ huyễn diệu. Tà hồn sư mặc dù là truy tung thông qua tỏa định tinh thần lực của hắn, nhưng tu vi tinh thần lực của Vũ Hạo mạnh đến cỡ nào đấy, nếu như hắn hiện tại vận dụng lực lượng của vận mệnh nhãn, thậm chí có khả năng tránh thoát đối thủ tỏa định, nhưng hắn lại không làm như vậy. Lúc này hắn chỉ là không ngừng phóng thích ra tinh thần lực quấy nhiễu đối thủ, khiến cho tà hồn sư không ngừng là xuất hiện ra từng dự đoán sai lầm lẫn là nhỏ nhặt. Tuy vẫn là một mực đuổi theo, nhưng thủy chung vẫn không cách nào đuổi kịp. Hai thân ảnh hư ảo cứ như vậy mà chầm chọc xê dịch ở trong nhật thăng thánh, tốc độ nhanh chóng làm cho người ta líu lưỡi.